nhà báo, nhà văn Vũ Trọng Phụng, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1912 tại Làng Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Khi Vũ Trọng Phụng mới 7 tháng tuổi, cha ông đã mất vì căn bệnh lao phổi. Cũng chính căn bệnh này đã lấy đi sinh mạng của Vũ Trọng Phụng vào ngày 13 tháng 10 năm 1939, khi ông chưa tròn 27 tuổi. Vũ Trọng Phụng sinh ra trong một gia đình nghèo, cách nghèo được nhà văn Ngô Tất Tố gọi là nghèo gia truyền. Hay như nhiều nhà văn khác nhận xét, nghèo quá mức chịu đựng so với nhiều nhà văn khác cùng thời. Một phần của mảnh đất này là nơi cha ông của Vũ Trọng Phụng đã sinh sống. Sau này vì nghèo khó phải bán cả nhà cửa, ruộng nương, tha hương cầu thực. Bây giờ nó thuộc sở hữu của một người dòng họ Vũ trong làng. Cụ ngày xưa là nghèo đi đổi đất đấu, bếp thì đổ tung ra, chủng nợ chủng do còn phải đi nhờ nhà bác bên kia, khổ phải khổ nhất trong họ. Vũ Trọng Phụng lớn lên trong vòng tay tảo tần và tình yêu thương vô bờ của người mẹ. Bà đi khâu vá thuê khắp Hà Nội để nuôi con, dẫu nghèo khó cùng cực cũng nhất quyết không để Vũ Trọng Phụng thất học. Ông được học hết tiểu học, năm 16 tuổi bắt đầu đi làm cho các hiệu buôn để nuôi thân và đỡ vực gia đình. Tại đây, ông đã thấy rõ về cuộc sống khi đó, chỗ nào cũng cá lớn nuốt cá bé, trên lưng tầm nào cũng giấu kín một đồng tiền. Những trải nghiệm đầu đời về cuộc sống có thể là chất liệu để sau này Vũ Trọng Phụng đưa vào những tác phẩm của mình một cách chân thực nhất. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị vừa được theo dõi những hình ảnh về cố nhà báo, nhà văn Vũ Trọng Phụng, một người con của quê hương Hưng Yên. Ông được mệnh danh là ông vua phóng sự đất Bắc ngay từ lúc đương thời. Nói như cố giáo sư, nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Đăng Mạnh, nếu như ví dư luận của giới văn học như một dòng nước, thì Vũ Trọng Phụng giống như một vật nổi trong dòng xoáy của nó. Vật nổi này cứ trôi nổi dập dềnh, có khi chìm sâu xuống, tưởng chừng như đã mất tăm. Ấy thế mà cuối cùng lại hiện lên tử tốn lặng lẽ theo đúng quy luật Archimedes. Câu nói như khái quát về cuộc đời sự nghiệp văn học của cố nhà báo nhà văn Vũ Trọng Phụng đầy tài năng nhưng đoản mệnh. Cùng trò chuyện trong chương trình hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam. Xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Điệp đã dành thời gian cho chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Điệp, Vũ Trọng Phụng sinh ra trong một gia đình nghèo và cái nghèo ở đây là nghèo gia truyền. Ông đã phải làm rất nhiều nghề để mưu sinh, sống cuộc sống của tầng lớp ở đáy xã hội. Phó giáo sư có thể làm rõ hơn về điều này ạ? Có thể nói những cái năm tháng thơ ấu là những năm hết sức gian khổ, những năm đầy khó khăn của Vũ Trọng Phụng. Mà không chỉ riêng Vũ Trọng Phụng, phần lớn các nhà văn của nước ta vào giai đoạn ấy đều rất nghèo túng. Tôi nhớ rằng Vũ Trọng Phụng có lần tâm sự với bạn mình, giá như mỗi một ngày ông được một miếng bít tết, nghĩa là ông được ăn no, thì có lẽ cái cuộc sống của ông sẽ khác. Trong cái lời tâm sự của Vũ Trọng Phụng, nó hé ra một điều rằng ông đã phải đối mặt với lại sự khốn khó, đối mặt với cái đói, đối mặt với những cái thiếu thốn mà có lẽ chúng ta bây giờ rất khó hình dung. Thế thì cái những cái năm tháng cơ cực của thời thơ ấu, những cái năm tháng mà Vũ Trọng Phụng phải lăn lóc đủ các loại nghề, từ nghề cạo gió đến những cái thứ về lặt vặt khác, đã làm cho ông, đã nuôi dưỡng trong ông một cái khao khát là muốn làm thế nào đó để vượt lên cái nhọc nhằn của hoàn cảnh và làm thế nào đó để có thể nói lên được tiếng nói của mình trong cái cuộc sống lúc bấy giờ. Tôi nghĩ rằng bất cứ một nhà văn nào cũng thế, cái đầu tiên, cái tia lửa sáng tạo đầu liên nó phải được nuôi dưỡng bởi những khát vọng, và chính trong cái cơ cực của đời sống mà ta đã nói, nó bắt đầu nhen lên những ngọn lửa khát vọng. Cái khát vọng ấy về sau sẽ được thăng hoa thành những cái tác phẩm mà như chúng ta đã biết. Vũ Trọng Phụng thì đã bén duyên với nghiệp viết lách khi mà trở thành thư ký đánh máy cho nhà in IDEO. Vì sao một người nghèo như Vũ Trọng Phụng lại không an phận với cuộc đời cạo giấy mà lại muốn chuyển sang cái nghiệp viết lách, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Điệp? Cũng chính vì cái việc mà ông làm những cái nghề liên quan đến xuất bản, liên quan đến in ấn, mà nó nuôi dưỡng cái khát vọng được sáng tạo, được viết, được nói lên tiếng nói của mình qua từng con chữ. Cái ngọn lửa ấy nó không phải là một cái ham muốn nhất thời, một cái ước vọng nhất thời, mà nó trở thành một ngọn lửa nó bùng cháy trong cái niềm đam mê của Vũ Trọng Phụng. Và có thể chính vì thế mà chỉ trong một thời gian hết sức ngắn ngủi,
Vũ Trọng Phụng mới có thể có một cái khả năng sáng tạo có thể nói là đến mức phi thường như thế. Vũ Trọng Phụng thì đã bắt đầu cái sự nghiệp viết lách từ năm 1930 và khi đó thì ông mới có 18 tuổi và sự nghiệp của ông thì cũng chỉ kéo dài 9 năm. Đến năm 1939, Vũ Trọng Phụng qua đời vì căn bệnh lao phổi. Tuy nhiên thì trong 9 năm ngắn ngủi ấy, ông đã để lại một sự nghiệp văn chương đồ sộ. Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đăng Điệp cùng quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một phóng sự của chúng tôi để hiểu rõ hơn về điều này. Vũ Trọng Phụng chính thức bước chân vào nghiệp viết lách năm 1930 với thể loại truyện ngắn đăng trên tờ Ngọ Báo và ngay lập tức gây ra những tranh cãi bởi lối văn đặc biệt vượt trên tất cả những truyện ngắn của các nhà văn cùng thời. Có thể kể đến những truyện ngắn Con Người Điêu Trá, Bộ Răng Vàng, Hồ Xê Líu, Hồ Líu Xê Sàng. Đề tài Vũ Trọng Phụng chọn quá bạo, lối viết lại tả chân một cách bạo hơn nữa về những chuyện dâm đãng đã khiến Vũ Trọng Phụng mất việc tại tờ Ngọ Báo. Sau đó, ông chuyển sang viết phóng sự và tiểu thuyết phóng sự. Những bài đăng trên tờ Nhật Tân và một số tờ báo khác như Cạm Bẫy Người, Kỹ Nghệ Lấy Tây, Cơm Thầy Cơm Cô đã đưa Vũ Trọng Phụng trở thành ông vua phóng sự đất Bắc. Sau đó là dồn dập những tiểu thuyết như Những Quả Bom Tấn của nền văn học nước nhà, giai đoạn 1930-1945, đó là Dông Tố, Vỡ Đê, Số Đỏ. Vũ Trọng Phụng được mệnh danh là ông vua phóng sự đất Bắc bởi vì là những cái phóng sự của ông ấy, người đọc thấy là nó như rất là thật và nó cụ thể, nó chi tiết và tưởng như là những cái sự việc mà tác giả đưa đến là người đọc có thể thấy ngay trước mắt. Thế thì cái vị trí của Vũ Trọng Phụng đã được xác lập từ khi mà đương thời cơ. Vỏn vẹn trong 9 năm sáng tác, Vũ Trọng Phụng đã để lại hơn 30 truyện ngắn, 9 tập tiểu thuyết, 9 tập phóng sự, 7 vở kịch, một bản dịch kịch từ tiếng Pháp, cùng một số bài viết phê bình, tranh luận văn học và hàng trăm bài báo các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa. Những con số không hề nhỏ, nhất là so với tuổi đời và tuổi nghề của Vũ Trọng Phụng. Cách nhìn của Vũ Trọng Phụng đối với xã hội lúc giờ là phê phán cái nhố nhăn để định hướng cho xã hội. Tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng là rất đặc biệt. Chúng ta có thể gọi là kiệt tác ở trong cái thời kỳ văn học 30-45. Gia tài văn học và báo chí của Vũ Trọng Phụng không phải đồ sộ bởi số lượng mà bởi chất lượng và ở những dấu ấn ông đã để lại cho bộ mặt của văn học hiện đại và cho đời sống tinh thần của dân tộc hôm nay. Vũ Trọng Phụng thì có thể nói rằng là một hiện tượng ngay khi mà ông xuất hiện ở trên văn đàn. Những sáng tác đầu tay của ông đăng trên tờ Ngọ Báo năm 1930 thì ngay lập tức đã gây ra những tranh cãi và cho rằng là Vũ Trọng Phụng là một nhà văn dâm đãng. Phó giáo sư đánh giá như thế nào về điều này ạ? Hơn ai hết, Vũ Trọng Phụng đối mặt với cái xã hội đang đô thị hóa một cách hết sức mạnh mẽ ở lõi đô thị Hà Nội. Và vì thế ông nhìn thấy cái gì? Ông nhìn thấy sự tha hóa, ông nhìn thấy những cái hiện tượng rất nhố nhăng lúc bấy giờ. Ví dụ như chẳng hạn là cái nạn đĩ điếm, chẳng hạn như phong trào vui vẻ trẻ trung, chẳng hạn như những cái thú ăn chơi mà người Pháp muốn tạo lên để qua đó áp đặt cái văn hóa của phương Tây vào văn hóa đô thị. Và cái việc Vũ Trọng Phụng đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như vấn đề làm đĩ, như vấn đề Kỹ Nghệ Lấy Tây, những vấn đề của tình dục. Thế thì cái việc miêu tả một cách giết gióng những cái được gọi là hết sức nhạy cảm ấy, nó khiến cho người đọc vốn bị đè nặng bởi tư tưởng nho giáo lập tức lên tiếng và coi rằng Vũ Trọng Phụng đã tạo nên những cái trang văn chương nó gọi là hạ cấp để chiều theo cái thị hiếu của người đọc. Một loạt những cái phóng sự đã làm nên tên tuổi của Vũ Trọng Phụng ra đời, đó là Cạm Bẫy Người vào năm 1933, rồi Kỹ Nghệ Lấy Tây vào năm 1934, đặc biệt là Cơm Thầy Cơm Cô, thiên phóng sự hay nhất trước cách mạng. Những phóng sự này thì có giá trị như thế nào với xã hội lúc bấy giờ và lịch sử đất nước, thưa Phó Giáo sư? Vũ Trọng Phụng là người hết sức mẫn cảm với những cái biến động xã hội lúc bấy giờ. Và chính cái tiếng nói của ông qua phóng sự nó tác động đến cái đời sống, trước hết là đời sống của văn học. Đồng thời, như tôi nói là nó gióng lên một cái tiếng nói cảnh báo về một cái mà ông gọi là một cái xã hội dởm, một xã hội đểu, một cái xã hội mà rõ ràng hàng nghìn năm trước đó chúng ta chưa bao giờ gặp. Hoài Thanh gọi cái xung đột giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa phương Tây là một biến thiên lớn của lịch sử.
cái sự biến thiên ấy đã được Vũ Trọng Phụng ghi lại một cái hết sức sắc sảo qua những cái phóng sự của ông. Thế thì có nhiều cái giá trị toát lên từ các phóng sự này, nhưng tôi muốn nói đến ba vấn đề cơ bản. Thứ nhất, Vũ Trọng Phụng là người đã mổ xẻ nó, đã phân tích nó và đã khái quát nó ở cái tầng sâu nhất, nhưng qua những cái biểu hiện hết sức sinh động của đời sống. Cái thứ hai, Vũ Trọng Phụng là một nhà văn tả chân, vì thế mà ông coi trọng nguyên tắc khách quan trong cái việc miêu tả đời sống. Và cái tính khách quan ấy nó tạo ra một hiệu ứng rất mạnh. Cái hiệu ứng nghệ thuật này nó khiến cho người đọc, nhiều người không chịu nổi. Cả Thái Phỉ lẫn trước đó là Nhất Chi Mai đều lên tiếng Vũ Trọng Phụng là người đã tạo ra một thứ văn chương nó hoàn toàn khác văn chương trước đây. Đấy là thứ văn chương mà họ gọi là thứ văn chương dâm đãng, một thứ văn chương dâm huế, một thứ văn chương làm đồi bại phong tục. Vấn đề thứ ba, phóng sự của Vũ Trọng Phụng về mặt nào đó là những cái ký sự bằng ngôn ngữ. Và những cái thiên ký sự ấy, không một nhà sử học nào, không một nhà nhân văn nào có thể ghi lại sống động như ông. Cái tính đa dạng trong ngòi bút của ông, sự linh hoạt trong cái cách miêu tả của ông, khả năng tái hiện và khái quát của ông đã tạo nên những cái độ lan tỏa của những cái nhìn. Tôi cho rằng cái tạo nên cái độ dướn trong tư duy của Vũ Trọng Phụng chính là cái giết gióng trong việc nói về những cái tệ nạn của đời sống, cũng như những cái dạn vỡ về cấu trúc văn hóa trong một cái thời buổi mà giao lưu văn hóa Đông Tây diễn ra hết sức sôi nổi được bây giờ. Thưa Phó Giáo sư Nguyễn Đăng Điệp, Vũ Trọng Phụng thì được mệnh danh là ông vua phóng sự đất Bắc. Vậy thì ông được mệnh danh là ông vua phóng sự đất Bắc từ khi nào? Vào những năm 30 thì cái danh xưng ông vua phóng sự đất Bắc đã được đặt cho Vũ Trọng Phụng và được những cái nhà văn, đặc biệt là những cây phóng sự nổi tiếng bây giờ thừa nhận. Lãng nhân Phùng Tất Đắc là chính là người đã đặt ra cái danh hiệu này cho Vũ Trọng Phụng. Và sau đó Vũ Bằng, Vũ Đình Chí, Tam Kiệt Họ Vũ là những người thừa nhận Vũ Trọng Phụng là người đặc biệt, có biệt tài trong thể phóng sự. Việc thừa nhận này không chỉ là một cái hư danh mà thực sự là một ghi nhận về cái tài năng có thể nói là vô song của Vũ Trọng Phụng. Ông vừa là người mở đầu nhưng ông đồng thời rất nhanh chóng đưa phóng sự trở thành những kết tinh. Tôi nghĩ rằng mở đầu và kết tinh cùng gần như cùng song hành trong cái ngòi bút của Vũ Trọng Phụng. Đây là một điều không dễ thấy ở những nhà văn mà xuất hiện cùng thời Vũ Trọng Phụng. Vũ Trọng Phụng đã cho ra đời một loạt những cái tiểu thuyết khẳng định tên tuổi của ông. Ông đã nói rằng là tiểu thuyết là sự thực ở đời. Thế nhưng mà khi mà viết các cái tiểu thuyết này thì Vũ Trọng Phụng chỉ có ở trong tay những cái lượng tài liệu khá là ít ỏi. Phó giáo sư có cho rằng là đây là một trong những cái chi tiết thể hiện tài năng của Vũ Trọng Phụng không ạ? Ta đang nói Vũ Trọng Phụng là một nhà văn đô thị lớn. Thế thì cái đô thị nó có nhiều đặc tính, nhưng trong đó có 3 vấn đề quan trọng. Vấn đề thứ nhất là cái đời sống nó gắn liền với vỉa hè. Các đô thị ngày xưa trong thời phong kiến nó là trung tâm hành chính, còn đô thị hiện đại không chỉ là hành chính mà còn là vấn đề thương mại. Và cái vỉa hè chính là nơi mà cái cuộc sống đô thị nó diễn ra một cách sôi động nhất. Cái phố Hàng Bạc của Vũ Trọng Phụng hoàn toàn cho Vũ Trọng Phụng thấy cái gương mặt đô thị ngay chính nơi ông đã sống. Cái thứ hai, đô thị nó gắn với gì? Nó gắn với đồng tiền. Đồng tiền nó có thể tha hóa đời sống, nó chi phối đời sống. Vấn đề thứ ba của đô thị đấy là vấn đề tình dục. Tất cả những cái phóng sự của Vũ Trọng Phụng mà ta nói vừa rồi về vấn đề mại dâm, về vấn đề tính dục, về vấn đề của cái kỹ nghệ lấy tây, nó đều là những đặc điểm của đời sống đô thị. Và những cái lõi cốt của đời sống đô thị đã được Vũ Trọng Phụng nghĩ về nó, suy ngẫm về nó trên nền tảng của những cái tư liệu mà có thể rất ít ỏi kia, đi qua cái tưởng tượng phong phú của ông, đi qua cái năng lực mổ xẻ và phân tích của ông để nó tạo nên những hình tượng mà chúng ta thấy nó vừa hết sức sinh động như những câu chuyện của đời thường, nhưng đồng thời nó khái quát được cái lõi cốt của đời sống đô thị. Tôi nhớ rằng là Max Ernst có một lần khi nói về phong cách nghệ thuật
ông có nói một câu rất giản dị. Phong cách đó chính là gì? Đó chính là cái nhìn. Cho nên cái sâu xa của cái nhìn, cái độ mở của cái nhìn, cái sự sắc sảo của cái nhìn nghệ thuật mới là nhân tố quyết định tầm vóc của nhà văn. Cái nhìn đằng sau nó là kinh nghiệm nghệ thuật, đằng sau nó là tưởng tượng, đằng sau nó là một tư tưởng, một trường tư tưởng, đằng sau nó là một suy nghĩ, một suy tư không ngừng về đời sống. Vũ Trọng Phụng là một sự suy tư lớn. Thưa Phó Giáo sư Nguyễn Đăng Điệp, với Số đỏ đã được đánh giá là một tiểu thuyết mà có thể làm vinh dự cho mọi nền văn học, vì sao mà lại có thể nhận định như vậy? Số đỏ là một kiệt tác, nó vượt qua phạm vi của một địa phương để vươn tới thế giới. Cái giá trị của Số đỏ nó nằm ở ba cái điểm quan trọng. Thứ nhất, với Số đỏ, Vũ Trọng Phụng đã dựng lại một cái xã hội mà người ta nói đấy là một xã hội của bịp bợm, của đều giả, của sự tha hóa, bằng những cái nhân vật hết sức sống động như Xuân Tóc Đỏ, như Bà Phó Đoan, như Tiffany, như vợ chồng Văn Minh, như Tuyết. Một cái thế giới sống động, đi lại, ăn nói, sinh hoạt, hành xử như đang diễn ra trước mắt chúng ta. Cái thứ hai, Vũ Trọng Phụng dựng lên bằng nguyên tắc nào? Ông dựng lên trên nền tảng của mỹ học nghịch dị. Và cái nghịch dị mà Vũ Trọng Phụng sử dụng, nó tạo nên một chuỗi tiếng cười. Đây không phải là tiếng cười của hài hước thuần túy, mà theo tôi, đấy là một tiếng cười bi hài. Nó kết hợp giữa bi và hài. Và cái sự bi hài ấy, nó lột tả được, nó lột chuồng được cái bản chất của xã hội đô thị. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là Vũ Trọng Phụng đã biểu đạt cái đời sống ấy bằng một cái ngôn ngữ hết sức sống động. Đấy là thứ ngôn ngữ mà sau này người ta nói là một thứ ngôn ngữ đa thanh và phức điệu. Một thứ ngôn ngữ vừa thể hiện cái năng lực sử dụng và sáng tạo ngôn ngữ của ông, nhưng mặt khác đó là thứ ngôn ngữ ta như bắt gặp ở đâu ngay trong đời sống này. Đấy là sự độc đáo mà có thể nói phải cỡ bậc thầy mới có thể tạo ra được. Với những lý do như thế thì người ta đánh giá có thể nói trong thế kỷ 20 này, Số đỏ thuộc trong những cái tiểu thuyết hàng đầu của Việt Nam, và nó có thể sánh vai với lại những cái tiểu thuyết của thế giới. Như giáo sư nói thì Số đỏ đã vượt qua tầm vóc của một quốc gia và vươn ra với thế giới. Chính xác, vì thế mà Vũ Trọng Phụng không chỉ làm vinh dự cho Việt Nam mà còn tham góp một tiếng nói của ông vào nghệ thuật hiện đại của thế giới. Tôi muốn mượn lời của giáo sư Peter Zuman nói về Vũ Trọng Phụng. Đấy là khi ông ấy dịch cái Số đỏ ra nước ngoài, cụ thể là bằng tiếng Anh, thì ông muốn nói với thế giới rằng có nhiều nhà văn tài năng ở Việt Nam do không viết bằng một thứ ngôn ngữ phổ biến mà cụ thể là tiếng Anh, cho nên thế giới không biết đến họ. Và ông muốn dịch cái ấn phẩm này để thế giới biết rằng Việt Nam có những nhà văn tài năng, Việt Nam có những tác phẩm văn học rất đáng đọc, mà Số đỏ là một bằng chứng về mặt tài năng Vũ Trọng Phụng. Số đỏ là một bằng chứng về một tác phẩm đáng đọc. Và nếu như lời Pizoman đã nói được cộng đồng người đọc thừa nhận, thì rõ ràng tôi nghĩ những tác phẩm, những phóng sự cũng như những tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng được giới thiệu một cách rộng rãi ra thế giới, thì cái vị thế của Vũ Trọng Phụng trong cái cộng đồng đọc của thế giới chắc chắn không những được mở rộng hơn mà sẽ mời gọi những cái diễn giải về Vũ Trọng Phụng trên một nhãn quan học thuật mới cũng được mở rộng hơn. Chúng ta chờ đợi những cái phản hồi ấy, chúng ta chờ đợi Vũ Trọng Phụng đi ra thế giới và thế giới đến với Việt Nam qua rất nhiều kênh, trong đó có kênh văn chương và nghệ thuật. Và Vũ Trọng Phụng chính là một sứ giả của cái thời hội nhập quốc tế này. Thưa quý vị và các bạn, Vũ Trọng Phụng được ví như là ban giác của Việt Nam, người thư ký của thời đại. Tác phẩm của ông đã làm vinh dự cho mọi nền văn học, nhưng Vũ Trọng Phụng và những tác phẩm ấy lại có một số phận ba chìm bảy nổi. Có những khi bị vùi dập dưới đất đen, như chưa có nhà văn nào bị vùi dập đến thế.
Và để làm rõ về điều này, xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Đăng Điệp cùng quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một phóng sự. Vũ Trọng Phụng được coi là một hiện tượng lạ của nền văn học Việt Nam. Những tranh cãi nảy lửa xuất hiện ngay khi ông vừa đặt chân vào giới văn học. Những cuộc tranh cãi về ông lúc sộ lên gay gắt, lúc âm ỉ trong một sự bất đồng không nói ra. Giai đoạn trước cách mạng, đó là những tranh cãi kịch liệt giữa hai phía khen chê trong giới hạn phạm trù đạo đức. Chỉ một câu chuyện dâm hay không dâm đã gây ra không ít phân rẽ trong giới bạn đọc. Con người Vũ Trọng Phụng trong tác phẩm và ở ngoài đời, trong đời riêng và trong các quan hệ xã hội, trong việc viết văn với tư cách nghệ sĩ và trong các hoạt động của một công dân là những con người khác biệt. Giai đoạn sau cách mạng đã có một thời gian dài các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng không được xuất bản, song các tác phẩm ấy vẫn có sức sống trong lòng độc giả. Cái cuốn Số Đỏ thì là trong lớp có một anh bạn có, chắc là do bố mẹ ông bà giữ được, thế và sau đó truyền tay nhau. Thế khi nào cứ anh nào đọc ấy thì phải có nhiệm vụ là chép 10 trang. Để xong thì nếu mà về cất cái chuyện đi thì còn một cái chuyện chép tay để bạn bè có thể đọc đi đọc lại. Nghệ sĩ ưu tú Quốc Trọng, người vào vai Xuân Tóc Đỏ trong bộ phim Số Đỏ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Vũ Trọng Phụng năm 1988. Từ đây ông có nhiều cơ duyên tìm hiểu về Vũ Trọng Phụng. Những tác phẩm phóng sự, tiểu thuyết được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia, phải xin khá nhiều giấy giới thiệu ông mới có thể tìm đọc. Cái văn chương của cụ Phụng nó khác hẳn với lại những người khác. Nó không giống Nam Cao và nó cũng không giống Nguyễn Công Hoan. Mặc dù là cùng cái tương đương cái thời kỳ thế, nhưng mà cái khái niệm trào phúng là và cái trào phúng nó cực kỳ là mạnh. Đấy, là cái tiếng cười đó nó khiến cho con người ta không thể quên được. Trong số tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng, Số Đỏ được đánh giá là tác phẩm xuất sắc nhất, nổi bật nhất. Tôi được dự một cái cuộc hội thảo quốc tế về Vũ Trọng Phụng. Bạn của cụ Vũ Trọng Phụng ấy, ngày xưa cũng còn bảo là người ta cứ nói là ông Vũ Trọng Phụng làm viết cái Số Đỏ là bắt chiếc Guido Maupassant trong cái cuốn Anh Bạn Điển Trai và một cuốn nữa của nhà văn Ba Lan. Cá nhân tôi đọc thì tôi không đánh giá cao hai cái cuốn kia bằng cái cuốn Số Đỏ, bởi vì cái tính khái quát xã hội của Số Đỏ nó mạnh hơn. Thằng Xuân Tóc Đỏ mặc dù nó không có thật, nó không có nguyên mẫu, chính nó là tập hợp các thói xấu của người đời. Ai cũng cảm thấy giống mình một tí. Đấy chính là một cái hình tượng mà hai cái chuyện của ông Guido Maupassant với ông kia là không có. Một ông học giả người Ba Lan, ông chuyên nghiên cứu văn học phương Đông. Và trong cái bài tham luận của ông có một cái câu là này: chỉ riêng với Số Đỏ, chúng ta đã có thể coi đó là một niềm vinh hạnh của một nền văn học. Nhà văn, nhà báo Vũ Trọng Phụng, một con người tài hoa nhưng vắn số. Những tư liệu về ông không còn nhiều, nhưng tên tuổi và những tác phẩm ông để lại cho đời thì vẫn có đời sống riêng trong cuộc sống của xã hội hiện đại. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đăng Điệp, những tác phẩm của Vũ Trọng Phụng thì đã có một thời gian bị cấm xuất bản. Vậy thì quan điểm của Phó Giáo sư về vấn đề này là như thế nào? Đã có một giai đoạn Vũ Trọng Phụng hầu như vắng bóng trên văn đàn ở miền Bắc. Tôi nhớ là ở miền Nam, giai đoạn 1954-1975 thì Vũ Trọng Phụng vẫn xuất hiện đều. Như ở miền Bắc chúng ta thì giai đoạn ấy Vũ Trọng Phụng gần như không xuất hiện. Lý giải cho điều này có thể nói về cái ngưỡng tiếp nhận của thời lúc bấy giờ. Đấy là cái danh xưng Vũ Trọng Phụng với tư cách là một nhà văn, một cái người tạo ra kiểu văn chương dâm huế nó vẫn chưa hết. Và thứ hai là người ta nghi ngờ về tư tưởng của ông. Vũ Trọng Phụng nhiều lần nói về cái vô nghĩa lý. Và cái tư tưởng vô nghĩa lý của ông cũng dẫn tới một cái hiểu sai lệch về ông. Rằng Vũ Trọng Phụng chịu ảnh hưởng của tư tưởng hư vô. Và người ta cho rằng văn của ông bị ảnh hưởng của chủ nghĩa tự nhiên. Chính vì thế nó phương hại đến cái đời sống tinh thần của người tiếp nhận. Thế trong một cái giai đoạn mà xã hội học nó đề cao như thế, nhất là giai đoạn ấy chúng ta đề cao đấu tranh giai cấp, thì cái việc mà Vũ Trọng Phụng xuất hiện, người ta e sợ rằng nó làm ảnh hưởng đến cái tiếp nhận của công chúng, đặc biệt là lớp trẻ. Và vì thế mà Vũ Trọng Phụng vắng bóng trong đời sống văn học và vắng bóng ngay cả trong cái chương trình giảng dạy ở các cái môi trường khác nhau, từ phổ thông cho đến đại học.
Không chỉ là với những tác phẩm của Vũ Trọng Phụng mà ngay cả bản thân ông thì cũng đã từng bị đánh giá là một nhà văn dâm đãng đổi trụy về con người. Vì sao lại có những cái suy nghĩ đó về Vũ Trọng Phụng thưa Phó Giáo sư? Người ta đánh đồng giữa cái sáng tác của nhà văn với con người của họ. Sự thật Vũ Trọng Phụng là một người, như ta nói từ đầu, là một người chịu nhiều bất hạnh, một tuổi thơ khốn khó, một đời sống vất vả, mà thậm chí ông chết bằng chính lao lực. Ông làm gì có thời gian để sa vào những cái cờ bạc, sa vào những bút sách, sa vào những cái mà ta gọi là tệ nạn. Vũ Trọng Phụng viết về nó, như tôi nói, bởi vì ông chứng kiến điều đó được diễn ra trong trường quan sát của ông, đang diễn ra trong cái đời sống mà ông nhìn thấy. Thế thì cái việc đánh đồng giữa những trang viết của nhà văn với lại con người ấy là một nhầm lẫn trong cái tiếp nhận văn học của một thời. Một nhà văn, một người bạn thân của Vũ Trọng Phụng có nói rằng Vũ Trọng Phụng viết bạo liệt như thế, nhiều không nỡ lòng nào để làm đau một ai cả, dẫu đó là một con vật rất nhỏ bé. Và cái việc mà ông chăm chút gia đình, chăm chút vợ con đã nói lên tất cả về tấm lòng của Vũ Trọng Phụng với con người, với thân hữu, với bạn bè. Và trong một cái đêm đưa ma Phụng, tất cả những bạn bè thân hữu của Vũ Trọng Phụng, những người bạn văn chương của ông đều mang trong mình một cái nỗi đau, một cái nỗi buồn mà họ đều thống nhất rằng có lẽ hiếm có một nỗi buồn nào sâu đến như thế. Thế mới biết rằng trong đánh giá của nhiều người, của những nhà văn lớn cùng thời với Đồng Phụng, ai cũng trân trọng, ai cũng yêu quý và ai cũng hết sức thương xót và tài năng bạc mệnh như thế. Vũ Trọng Phụng ra đi trong lặng lẽ, ra đi trong những cái tiếc thương của bạn bè, trong sự ngưỡng vọng của bạn bè. Tôi nghĩ điều ấy cho phép chúng ta hiểu ông là con người thế nào. Bắt đầu từ thời đổi mới trở đi, với cái nhìn cởi mở hơn, với cái nhìn chính xác hơn về những đặc trưng của sáng tạo nghệ thuật, thì chúng ta hiểu và chúng ta trả lại cho Vũ Trọng Phụng cả con người lẫn những văn phẩm của ông, những cái giá trị đích thực của nó. Một số nhà văn, nhà thơ, trong đó thì có nhà thơ Tố Hữu đã nhận xét rằng là Vũ Trọng Phụng thì không phải là người của cách mạng, nhưng lại là người mà cách mạng cảm ơn. Phó giáo sư có thể phân tích rõ hơn về điều này ạ? Cái đánh giá của nhà thơ Tố Hữu được đưa ra trong một bối cảnh mà cái án oan về Vũ Trọng Phụng vẫn còn. Người ta nhìn đọc ông, người ta nhìn về ông, người ta nghĩ về ông với rất nhiều nghi kỵ. Thế cái nhận định của nhà thơ Tố Hữu đã phần nào giải tỏa được rằng Vũ Trọng Phụng không phải là nhà cách mạng, không phải là người cách mạng, nhưng cách mạng cảm ơn ông. Thứ nhất là ông vạch trần cái bộ mặt của xã hội cũ. Thứ hai là những chân dung của những kẻ tha hóa cũng được Vũ Trọng Phụng nói đến như một cái bằng chứng về cái xã hội đã tạo nên những cái dởm, đã tạo nên sự thối tha như thế. Và cái thứ ba, cách mạng cảm ơn Vũ Trọng Phụng bởi Vũ Trọng Phụng đã nói được một cái vấn đề hết sức quan trọng, đấy là cái mâu thuẫn xã hội, là sự phân chia tầng lớp giàu nghèo, là sự đốn mặt của những cái tầng lớp trên và cái những cái thân phận đau khổ của những tầng lớp dưới. Địa linh thì sinh nhân kiệt, vậy thì quê hương Hưng Yên mặc dù là không phải là nơi mà Vũ Trọng Phụng sinh sống và gắn bó với mảnh đất này, nhưng đó là quê hương của ông. Mảnh đất này có vai trò như thế nào đối với Vũ Trọng Phụng và với những cái sáng tác của ông? Hưng Yên là một vùng đất đẹp và có truyền thống văn hiến lâu đời. Nơi đây đã từng có một giai đoạn là nhất kinh kỳ nhì phố hiến, một cái nơi mà sinh ra nhiều nhân tài tuấn kiệt, trong đó cũng Trọng Phụng. Tôi nghĩ là Vũ Trọng Phụng mặc dù sinh sống chủ yếu Hà Nội, nhưng chắc chắn những cái nguồn ảnh hưởng văn hóa của quê hương Hưng Yên nó nằm trong cái thẳm sâu gen văn hóa của ông. Và cho đến bây giờ tôi nghĩ rằng Vũ Trọng Phụng làm rạng danh cho Hưng Yên, làm rạng danh cho Việt Nam bằng những cái tác phẩm ưu tú của mình. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam với những chia sẻ trong chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và để khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự mà chúng tôi ghi nhận lại về tên tuổi của ông và sức sống của những tác phẩm của ông trên những con phố, những bài giảng và cảm nhận của các thế hệ thầy và trò tại Hưng Yên.
Tới đây thì chương trình Gương mặt nghệ sĩ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên số này xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia trong tiểu thuyết Số đỏ được đưa vào giảng dạy ở bậc trung học phổ thông. Thầy giáo Nguyễn Văn Song, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Phù Cừ, đã có nhiều năm đứng trên bục giảng. Mỗi lần giảng dạy về tác giả Vũ Trọng Phụng luôn mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt khó tả. Vũ Trọng Phụng là một cái ngòi bút có cái năng lượng cực kỳ dồi dào, viết như là một cái thôi thúc mãnh liệt với tất cả những cái cảm quan nhạy bén, tinh sắc của một cái người nghệ sĩ. Được học, được tìm hiểu về tác giả Vũ Trọng Phụng với nhiều học sinh của Hưng Yên, đó là niềm vinh dự. Khi mà tìm hiểu về cuộc đời cũng như là sự nghiệp của Vũ Trọng Phụng thì là bản thân em thấy rằng rất là ngưỡng mộ ông và muốn là có thể tìm hiểu và khai thác sâu thêm những cái tác phẩm, những cái giá trị nghệ thuật mà ông đã để lại cho thế hệ sau.